Chào mọi người. Trong khuôn khổ của buổi ra mắt ngày hôm nay thì dường như mọi sự tập trung đều đổ dồn về chiếc Kia Carens ngày hôm nay. Nhưng trên sân khấu này thì cũng có rất nhiều mẫu xe khác thuộc dòng line up sản phẩm SUV của Kia. Nhưng có một mẫu xe mà dường như không được mọi người chú ý đến lắm, đó chính là chiếc Kia Sorento đang đứng ngay cạnh mình. Thế thì chiếc Sorento này có điểm gì đặc biệt? Thì bởi vì nó là mẫu xe được chạy xăng và điện. Đấy, nó sẽ khác biệt với cả sản phẩm đang được bán. Và vẫn chưa có thông tin chính thức ra mắt của mẫu xe này đâu, chỉ là một mẫu xe đang được trưng bày. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn chúng ta cùng nhau khám phá chi tiết mẫu xe này. Mời các bạn lại gần đây một chút. Thì về thiết kế bên ngoài, nếu như mà không nhìn từ phía đằng sau thì có thể sẽ rất khó để nhận ra đây là phiên bản chạy line giữa xăng và điện. Bởi vì về tất cả các thứ bên ngoài thì nó giống hệt. Chúng ta vẫn có cụm đèn đây, bi LED đây, cảm biến ở phía trước, hệ thống radar, các thứ là rất đầy đủ. Hay ngay kể cả khi mà các bạn nhìn sang phần thân, đây cũng vậy, mâm xe là giống hệt. Chúng ta vẫn sẽ có lốp Continental và mâm xe ở đây kích thước 19 inch. Đấy, ngay kể cả phần thiết kế chấu ở đây là giống hệt nhau, khoảng sáng gầm. Tuy nhiên nếu như các bạn nhìn sang đây này, thông thường thì đây, xe này đổ xăng thì sẽ ở phía bên trái. Nhưng nếu như bấm ở phía bên phải, đây là cổng sạc điện. Đấy. Có nghĩa mẫu xe này nếu như các bạn cắm này có thể chạy thuần điện được. Đây là một điểm khác biệt. Ví dụ như Toyota Corolla Cross phiên bản HEV nhá, là phiên bản cũng chạy giữa xăng và điện đấy. Tuy nhiên thì nó không thể cắm điện được như thế này. Cái điểm này thì nó giống với cả Volvo XC90 T8 Recharge. Đấy. Hoàn toàn có thể chạy thuần điện được. Và đây là bộ cổng sạc của nó. Đây, ví dụ như các bạn thấy đây. Thì mình cũng không biết rằng là liệu tại Việt Nam thì đã có thể cắm và phát triển được cái hệ thống sạc này chưa. Bởi vì theo như ở đây thì đầu ra của nó đây, đầu cắm vào input 230V. Đấy, cắm vào thì nếu mà 230V thì cũng là kiểu điện dân dụng tại nhà thôi, thì cắm vào là có thể ăn được. Thì thông tin này có lẽ sẽ cần phải xác thực thêm. Nhưng mà đây là một điểm mà mình thấy khá đặc biệt với cả chiếc Sorento Hybrid tại thị trường Việt Nam. Đóng vào nhá. Đây, nếu như các bạn nhìn từ phía đằng đuôi thì chỉ có thể nhận ra là bởi vì đây Eco Plug-in này. Chứ còn bình thường ra thì nhìn cũng không có phân biệt được. Vẫn đầy đủ cảm biến rồi tất cả mọi thứ về hệ thống an toàn. Lên thử xem ngồi hàng ghế đầu tiên nhé. Đến với hàng ghế đầu tiên thì bước vào bên trong nội thất là vẫn giống hệt. Chúng ta cũng không có điểm gì khác biệt. Có màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch. Đồng hồ sau vô lăng kích thước 12,3 inch, hơn một chút gì đó. Và kể cả tất cả cửa gió này, hệ thống giải trí. Đấy, nhìn chung là về cách thiết kế nội thất là không có sự khác biệt. Làm mát, sưởi ấm ghế, cổng sạc. Tuy nhiên thì khác với cả Kia Carens vừa ra mắt thì có rất nhiều cổng thay si. Nhưng mà mẫu xe này thì vẫn giữ nguyên là cổng sạc thay A thôi. Ở đây thì vẫn là cần số kiểu dạng núm xoay, cần số điện tử này. Và chế độ lái đây, nếu các bạn bấm này, có 3 chế độ: Eco, Sport, Smart. Và nếu như mà chạy chế độ địa hình đây, tiếp bùn cát. Nhưng có một nút mới đây, EV, HEV. Thì nếu như các bạn nhìn vào trong này, đấy, rõ ràng thì chúng ta sẽ có một giao diện khác hơn. Đấy, đây là nút bấm để chúng ta có thể chạy thuần điện được. Đấy, các bạn thấy không ạ? Không cần phải sử dụng đến đồng hồ vòng tua nữa. Và nếu như chúng ta bấm xi nhan phải, đây vẫn có camera phía bên phụ bên trái này. Đó. Thì đây là những tính năng mà chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Hay là HUD ở phía trước rất sắc nét, có toàn bộ hệ thống an toàn chủ động. Đấy là về Kia Sorento. Khi mà nhìn vào bên trong thì nó không có điểm gì khác biệt, chỉ trừ chúng ta đã có một khối động cơ được line giữa xăng và điện. Thì mình xin phép là sẽ đọc cho các bạn một số thông tin mà mình đã có thể tham khảo. Thì ví dụ như là mẫu xe này, nó là mẫu xe xăng tăng áp kết hợp cả motor điện. Thì motor điện của mẫu xe này sẽ là cái cục pin lithium có công suất là 13,8 kWh. Và nếu như kết hợp thì tổng công suất của mẫu xe này lên đến 265 mã lực. Và mô men xoắn của nó thì lên đến 350 Nm mô men xoắn. Đấy, rõ ràng là nhờ với động cơ điện thì nó đã khác biệt hơn rất nhiều rồi. Và một chế độ nữa đây, khi mà chúng ta chạy ở chế độ thuần điện thì xe có khả năng di chuyển quãng đường hỗn hợp tối đa là khoảng 57 km. Và lên đến khoảng 70 km nếu chạy ở trong đô thị, là không tốn một giọt xăng nào. Đấy. Trong khi là bây giờ đang đi đổ xăng khó đúng không, thì chúng ta đang cần những mẫu xe kiểu như thế này. Vừa có thể không nhất thiết là cứ phải cắm sạc đâu nhá. Không phải cắm sạc thì chúng ta mới chạy được điện, mà ngay kể cả khi chúng ta đổ xăng thì nó vẫn nuôi được động cơ điện đấy. Giống hệt như chiếc XC90 đấy. Còn ở hàng ghế phía sau, uh,
hàng ghế phía sau thì chúng ta vẫn sẽ có kiểu tùy chọn là phiên bản 6 chỗ ngồi. Thì đây là phiên bản 6 chỗ đây, hai ghế độc lập, vẫn có thể để điện thoại kẹp vào đây này. Bệ thì tay thì nó sẽ kiểu như này, không có điểm gì khác biệt so với cả Sorento đang được bán chính hãng, phiên bản chạy thuần điện, thuần động cơ xăng. Ở dưới này thì cũng cổng sạc tay A, có cổng sạc tẩu thuốc. Loa thì loa Bose. Nói chung là nhìn thì cũng ổn. Rồi ra đến phía bên ngoài thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau nói về phần động cơ của mẫu xe này rồi, nên là mình cũng sẽ không chia sẻ lại và sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Về mức giá bán thì cũng chưa có đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng với kiểu trạng thuần giữa kết hợp giữa xăng và điện như này thì mức giá bán sẽ khó mà có thể rẻ được. Nên là nếu như các bạn đang đoán xem giá của mẫu xe này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một video rất nhanh về Kia Sorento phiên bản Hybrid đang được trưng bày trong sự kiện ra mắt Kia Carens mới. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.